Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Vlog của LBWorld. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về chủ đề giá trị dinh dưỡng và lean trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thì các bạn cũng có thể đăng ký vào kênh Vlog của tôi thông qua địa chỉ YouTube và hãy bấm like, comment, share cho các bạn của mình cùng xem, hoặc là bấm vào hình cái chuông để có thể tiếp nhận những cái thông tin mới trong thời gian tới. Phần trình bày của tôi gồm có nội dung là giới thiệu về valine và sử dụng valine trên thức ăn gia cầm và kết luận. Về phần giới thiệu valine, valine là một cái axit amin mạch nhánh. Nó có khối lượng phân tử khoảng là 117. Thì khi nói đến axit amin mạch nhánh thì chúng ta sẽ nói đến những cái loại axit amin như ví dụ như là valine, leucine, isoleucine. Đây là những cái loại axit amin dùng để phát triển cơ. Đặc biệt là trong tập gym hay là tập thể hình thì thường các công ty người ta hay khuyến nghị sử dụng những cái axit amin mạch nhánh để cho các lực sĩ hay là những người mà chuyên tập về thể lực họ có khả năng tăng cơ lên. Về chức năng của valine, valine là axit amin mạch nhánh hay còn gọi là BCAA, là branched chain amino acid. Thì đây là một loại axit amin thiết yếu. Đối với loại heo thì là axit amin này là giới hạn thứ 5. Còn đối với loại gà thịt thì là axit amin valin giới hạn thứ 4 và axit amin valin đối với loại gà đẻ là axit amin giới hạn thứ 5. Thì được chuyển hóa chủ yếu trong cơ tổng hợp alanin, glutamin. Hàm lượng valin có thể chiếm khoảng 40% tổng số axit amin thiết yếu trong cơ. Valin có tỷ lệ oxy hóa cao nhất trong các tuyến vú của động vật. Do đó thì khi mà cung cấp sữa thì thường là chúng ta quan tâm đến valin hay là axit amin mạch nhánh vì nó có tỷ lệ oxy hóa cao, dẫn đến có thể là trong quá trình tiết sữa thì thú non không có đủ cung cấp các loại axit amin mạch nhánh. Thì valin thì có nhiều trong cơ xương, là nó chiếm khoảng hơn 30% axit amin thiết yếu, và trong lông vũ thì nó chiếm khoảng hơn 16% axit amin thiết yếu. Về chuyển hóa axit amin mạch nhánh thì axit amin mạch nhánh được biết đến đó là nó tham gia vào cái chu trình đầu tiên là nó hấp thu ở trong đường ruột, tiếp đến là được chuyển hóa trong gan, và từ đó thì axit amin mạch nhánh được đưa vào cơ và tham gia vào tổng hợp cơ. Thì trong quá trình sinh sản thì axit amin giúp tăng lượng tiết sữa, duy trì độ dày mỡ lưng trên heo nái nuôi con. Còn về trong quá trình tăng trưởng của vật nuôi á, thì valin là giúp thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh, đường ruột, cơ xương và điều tiết tính thèm ăn. Khi mà chúng ta sử dụng valin đó vào thú non kết hợp với lại tryptophan, như ta biết thì tryptophan thì nó tiết ra là serotonin giúp cho im dịu vật nuôi, giúp cho nó dễ ngủ, thì valin cũng có tác dụng làm cho im dịu và nó giúp cho con thú khỏe mạnh hơn, hấp thu được chất dinh dưỡng tốt hơn. Như vậy thì nó sẽ giúp cho tăng tính thèm ăn của vật nuôi. Ta sẽ xét đến cái sự tương quan của axit amin mạch nhánh. Ta biết được là axit amin mạch nhánh ở trong cái khẩu phần thường là có valin nè, leucine, isoleucine. Thì đầu tiên là ở trong cơ xương, đầu tiên ở trong cơ xương thì axit amin mạch nhánh nó sẽ chuyển hóa thuận nghịch thành alpha ketoacid. Tiếp đến là bước 2 ở trong gan thì nó sẽ chuyển hóa một chiều thành nơi mà nó chứa axit amin để tổng hợp ribosome trong cái cơ hay là trong cái việc tổng hợp đạm. Thì đây nó phụ thuộc vào cái enzyme gọi là tên là branched alpha ketoacid dehydrogenase hay còn gọi là PCKDS. Thì khi mà chúng ta bổ sung leucine vào, thì nó giúp cho tăng hàm lượng alpha ketoacid transaminase. Đây là nó giúp cho tăng hàm lượng PCKDH. Nhưng leucine thì thường là có dư thừa trong khẩu phần, nên là chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu valine và isoleucine, theo đó nó cũng sẽ phải tăng lên. Thường là nó sẽ gây ra vấn đề là nếu mà thừa leucine thì gây ra thiếu hụt valine và isoleucine. Xét đến nhu cầu dinh dưỡng của gà thịt
Thì năm 1994 thì Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Mỹ, hay còn gọi là NRC, họ có đưa ra một cái khuyến nghị. Ví dụ như đây là gà từ 0 đến 3 tuần tuổi, gà giai đoạn, gà trai là 3 đến 6 tuần tuổi, hay là gà thịt từ 6 đến 8 tuần tuổi. Thì tôi thấy được ở đây là cái mức lysine ở giai đoạn gà con thì khoảng 1,1%, gà trai khoảng 1%, và gà gà thịt thì khoảng 0,85%. Thì xét đến cái nhu cầu dinh dưỡng valine ở trong gà con khoảng 0,9%, gà trai khoảng 0,82%, và gà thịt khoảng 0,7%. Như vậy thì ta xét cái tỷ lệ lysine so với lại valine, thì là lysine thì một lấy là tỷ lệ là 100, thì là valine nó khoảng 82% so với lại lysine. Ở bên công ty Avigen thì họ có con gà cớp, và năm 2013 thì họ đưa ra một cái nhu cầu dinh dưỡng trên gà thịt. Thì đây là giai đoạn từ 0 đến 10 ngày tuổi, từ 11 đến 22 ngày tuổi, và từ 23 đến 42 ngày tuổi, hay còn gọi là giai đoạn xuất chuồng, gà con, gà trai hay là gà thịt. Thì ở mức lysine nó cũng thay đổi từ 1,32% cho đến là 1,05%. Valine thì tương tự cũng thay đổi và giảm dần theo cái tốc theo theo sự tăng trưởng của gà. Như vậy ta thấy được tỷ lệ valine trên lysine nó loanh quanh khoảng tầm 0,75 cho đến 0,77%. Thì trên nhiều tài liệu nghiên cứu ứng dụng cho valine trên gà thịt thì người ta tổng kết nên những cái giai đoạn, ví dụ như năm 2013 thì họ nghiên cứu cứu trên là cái giai đoạn gà cớp 500, thì họ giai đoạn là từ 8 đến 21 ngày tuổi, từ 30 đến 43 ngày tuổi. Hay là năm 2010 Kozo có nghiên cứu một cái khuyến nghị là 28 đến 42 ngày tuổi, và năm 2017 2007 thì ông cũng nghiên cứu là giai đoạn từ 21 đến 42 ngày. Thì khẩu phần cơ bản chính là bắp, bã nành hay là bộ xương thịt, thì họ quan tâm đến tỷ lệ là năng lượng trao đổi gia cầm và đạm thô. Thì cái tỷ lệ tiêu hóa hóa tràng của valine so với lại lysine đó, thì ở trong cái khẩu phần cơ bản đó, thì khoảng 69-70 từ gà từ 8 đến 43 ngày tuổi, và khẩu phần từ 66% so với lại lysine đó, thì ở cái khẩu phần là gà 28 đến 42 ngày tuổi. Khi mà người ta nâng cái tỷ lệ valine trên lysine lên 81 đến 82% ở cái khảo nghiệm của Tavernari, và ở Kozo thì đưa lên 76 đến 78%. Đây là cái khẩu phần thí nghiệm, thì ta thấy được là mức tăng trọng có cải thiện. Mức tăng trọng ví dụ như là ở gà cớp 500 này, giai đoạn từ 8 đến 21 ngày tuổi, nâng tỷ lệ valine từ 69 lên 81 thì cải thiện được khoảng 37% gia tăng trọng lượng bình quân ngày. Hay ta có thể cải thiện được 112 gram trên một ngày đối với lại khẩu phần gà từ 30 đến 43 ngày tuổi, và cải thiện được 122 đến 131 gram trên ngày ở cái khẩu phần từ 28, 42 và 21 đến 42 ngày tuổi. Thì ta thấy được là mức cải thiện ADG khi mà nâng tỷ lệ valine từ 69 lên 81 thì nó cải thiện được khoảng 5,5%, nên là cải thiện được 9,8% ở mức valine từ 70 lên 82. Thì ta thể kết luận được là khi mà nâng mức valine so với lại lysine trong khẩu phần thì ta có thể giúp là cải thiện được cái mức gia tăng trọng lượng bình quân ngày và giảm đi cái hệ số chuyển hóa thức ăn. Khi so sánh tổng hợp, ở đây là công ty Lohmann họ nghiên cứu tổng hợp ở năm 2011 thì nghiên cứu trên cái tỷ lệ valine trên lysine so với lại gia tăng trọng lượng bình quân ngày, và tỷ lệ valine trên lysine so với lại gain và fit là việc tiêu tốn tăng trọng trên tiêu tốn thức ăn. Thì ta thấy được là căn cứ vào đây thì ta thấy được đường cong gãy ở khoảng là 80% valine so với lại lysine thì nó cho cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày là tối ưu. Và ở mức 80% valine so với lysine thì cho hệ số tiêu tốn thức ăn là thấp nhất. Căn cứ vào gia tăng trọng lượng bình quân ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn tốt nhất thì tỷ lệ mà tiêu hóa hóa tràng valine so với lại lysine tối ưu là khoảng 80%. Ở trên gà thì nó gà thịt chủ yếu là
tỷ lệ valine so với lại lysine là khuyến nghị là 80%. Ta tiếp theo ta nghiên cứu theo cái tỷ lệ về valine so với lại lysine và gia tăng trọng lượng bình quân ngày mà để đạt được thành tích tốt nhất, cũng như là cái việc mà chuyển hóa thức ăn tốt nhất. Thì ở đây chúng ta cũng thấy được ở cái mức là khoảng 80% thì là cái plateau này nó đã không còn tăng trưởng nữa. Thì từ mức 80% trở đi thì đây là cái mức lý tưởng để mà có thể đạt được gia tăng trọng lượng bình quân ngày tốt. Và cũng tương tự như vậy, ở mức 80% valine so với lysine ta thu được cái hệ số chuyển hóa thức ăn tăng trọng tốt nhất. Căn cứ vào cái năng suất tăng trọng của gà thịt thì tỷ lệ valine tối ưu phải từ 80% trở lên. Thì theo những cái phân tích tổng hợp này đưa ra là ta thấy được là phân tích từ 18 bài báo và 28 thử nghiệm đã công bố. Thì ta xét đến cái mức giới hạn valine và isoleucine trên thức ăn gà thịt ở giai đoạn từ 0 đến 21 ngày tuổi. Thì về khẩu phần thì đây là các phần cơ bản chứa bắp, bã đậu nành, bột da cầm, đây là cái nhóm đối chứng dương. Thì là cái khẩu phần này nó có đạm thô khoảng 22-5% và tổng cái sunfua tiêu hóa, đây là axit amin, thường là methionine với lại cysteine khoảng 0,92%, lysine tiêu hóa khoảng 1,3%. Ở nhóm đối chứng âm thì ta giảm đi cái tỷ lệ của bã đậu nành khoảng 7% và chúng ta vẫn duy trì khẩu phần ở cái mức tương đồng nitơ, glycine và glucosamine. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung valine và isoleucine ở cái mức là 0,15% isoleucine, 0,15% valine. Hay là khẩu phần ta có kết hợp bổ sung valine với lại isoleucine ở mức 0,075% và isoleucine cộng với valine ở cái mức là 0,15%. Thì vật nuôi là chúng ta nuôi gà thịt từ giai đoạn từ 0 đến 21 ngày tuổi. Thì đường màu xanh nó thể hiện, đây là những cái cột màu xanh này thể hiện là gia tăng trọng lượng bình quân ngày, và đường màu đỏ thể hiện là hệ số chuyển hóa thức ăn. Ta thấy được là ở cái mức mà bổ sung 0,15% valine thì thấy được rằng là cái tăng trọng bình quân là tốt và hệ số chuyển hóa thức ăn, tiêu tốn thức ăn cũng là tốt. Tuy nhiên khi mà chúng ta bổ sung valine ít lại và bổ sung thêm isoleucine thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái mức tăng trọng thấp hơn so với lại cái khẩu phần mà chỉ bổ sung valine thôi. Sau đó chúng ta nâng lên cái khẩu phần ở 0,15% vừa bổ sung valine và isoleucine thì ta thấy được là cái khẩu phần vừa cho là tăng trọng bình quân tốt và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp. Như vậy thì chúng ta thấy được là ở trong khẩu phần thì valine trên gà thịt nó quan trọng hơn so với là isoleucine. Khi chúng ta bổ sung vào khẩu phần thì đầu tiên chúng ta phải cân đối valine trước, cái đến chúng ta mới cân đối isoleucine. Để xét tới cái tính độ đồng đều của gà, ta cũng thấy được ở cái mức valine là 0,15%, isoleucine là 0,15% là cho gà đồng đều nhất. Thì kết luận được là tăng trọng gà thịt thì được phục hồi trong khẩu phần có bổ sung valine so với lại nhóm đối chứng dương. Tăng trọng gà thì có thể được cải thiện nhiều hơn trong khẩu phần mà có bổ sung valine và isoleucine. Như vậy là khi mà chúng ta giảm đi cái nguồn cung khô đậu nành thì đầu tiên chúng ta phải bổ sung valine và chúng ta bổ sung thêm isoleucine thì nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi được cái thành tích chăn nuôi của cái khẩu phần mà chúng ta thay thế khô đậu nành. Xét đến cái khẩu phần valine và isoleucine trên gà thịt là 28 đến 42 ngày tuổi thì khẩu phần đối chứng dương cũng vậy. Đây là khẩu phần chứa bắp khô đậu nành bổ sung thịt thì đạm thô khoảng 18%. Acid amin sunfua là 0,75 và acid lysine là 0,99. Thì ở cái mẫu đối chứng âm thì chúng ta giảm đi 5,4% khô đậu nành, vẫn duy trì khẩu phần tương đồng nitơ có lysine và glucosamine và kết hợp chúng ta bổ sung valine hoặc là isoleucine. Thì ta thấy được là ở cái mẫu đối chứng âm và bổ sung thêm là 1 gram
pha lên trên 1 kg thức ăn thì thấy được tăng trọng tốt hơn so với lại mẫu đối chứng dương, và lượng ăn vào cũng nhiều hơn so với đối chứng dương. Bây giờ chúng ta xét đến hiệu quả của acetamin trong khẩu phần đạm thấp trên gà tăng trưởng. Thì ta lấy một cái khẩu phần trước đây là khoảng 22% đạm, bây giờ giảm xuống còn 19% đạm, chứng tỏ là chúng ta giảm đi 2% đạm thô. Thì khi mà nếu mà chúng ta chỉ giảm đơn thuần mà chúng ta không có cân đối thêm acetamin thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thành tích chăn nuôi là tăng trọng nó giảm xuống, lượng ăn vào cũng giảm và hệ số chuyển hóa thức ăn tăng lên. Tuy nhiên khi mà chúng ta bổ sung thêm là valine cộng isoleucine vào thì chúng ta thấy được rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái tăng trọng. Tuy nhiên khẩu phần mà đạm thấp mà có bổ sung valine thì không có tác dụng đến tăng trọng, mà nó khi bổ sung chung với lại lysine thì nó mới có thể cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn. Về hiệu quả sử dụng acetamin trong khẩu phần đạm thấp và trên gà thịt sức chuồn thì chúng ta cũng thấy được rằng giảm 3% đạm từ 19 xuống 16% đạm thô. Thì ta cũng thấy được là khẩu phần đạm thấp có bổ sung là valine, isoleucine, arginine không có tác dụng đến tăng trọng, mà khi mà khẩu phần ta bổ sung thêm là lysine chung với lại những cái khẩu phần này thì ta thấy được là nó có thể cải thiện được hệ số chuyển hóa thức ăn. Khi mà phân tích tổng hợp, ta so sánh được cái này là gia tăng trọng lượng so với lại tỷ lệ tiêu hóa valine và tỷ lệ tiêu hóa lucin để chúng ta tìm ra mối tương quan giữa valine và lucin, thì trong cái công thức này chúng ta thấy được là cái nhu cầu mà lucin khoảng 1.15% và nhu cầu valine khoảng 0.86%. Thì trong công thức thấp đạm chúng ta có thể xem xét cái tỷ lệ valine chia cho lucin này nó nằm tầm khoảng từ 0.72 cho đến 0.75. Nếu mà chúng ta cân đối về acetamin mạch nhánh lý tưởng. Về tổng hợp nhu cầu valine trên gà thịt theo một số tài liệu nghiên cứu thì thấy được là những năm 2003 thì kit đề nghị là khoảng 77% valine so với lysine. Kozo thì 78, Bere thì khoảng 77, Doze 212 thì đề xuất là 82. Và kit cũng đề xuất lại năm 2015 khoảng 78, chứng tỏ là cái tỷ lệ valine và trên lysine này nó có sự dao động theo các tác giả. Và khi mà đưa ra thì tổng hợp lại thì chúng ta đề khuyến nghị là việc sử dụng valine trên gà thịt thì là tỷ lệ khoảng 78 cho tới 82% là nó sẽ đáp ứng được cái hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất và gia tăng trọng lượng bình quân cao nhất. Đối với là gà đẻ thì chúng ta cũng tổng hợp thêm một số khảo nghiệm từ 2014, 2011, 2008, 95 hay là 2005. Thì chúng ta cũng đưa ra một cái khuyến nghị đối với gà đẻ thì nhu cầu valine so với lysine khoảng 88-92% thì sẽ cho được thành tích tốt nhất. Thì chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ khảo sát về cái mối liên hệ giữa thức ăn gia cầm và cái hàm lượng acid amin mạch nhánh ở trong thức ăn gia cầm. Thì chúng ta xét đến một cái tác động là nếu mà thiếu hụt acid amin mạch nhánh hoặc valine thì nó sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng cysteine và đạm thô trong lông vũ của gà thịt ở 3 tuần tuổi. Thấy đây là hàm lượng cysteine, thiếu hụt valine, thiếu hụt acid amin mạch nhánh và có bổ sung acid amin mạch nhánh. Đây là hàm lượng đạm trên bột lông vũ của gia cầm. Thì ta thấy được sự thiếu hụt của acetamin mạch nhánh thì ảnh hưởng đến hàm lượng protein và cysteine trong lông vũ. Và trong trường hợp mà nó thiếu valine thì cái trường hợp mà hàm lượng đạm thô nó cũng thấp hơn và cái hàm lượng cysteine nó cũng thấp hơn so với lại cái việc mà bình thường. Thì ảnh hưởng của valine lên hình thái lông gà ở giai đoạn từ 8 đến 17 ngày tuổi thì ta thấy là nếu mà trong khẩu phần là chỉ có 0.4% valine
khẩu phần 0,5% valin, khẩu phần 0,6% valin và khẩu phần 0,7% valin. Ta thấy được hình thái của cái lông cánh, ở đây là lông rất là thưa, trong khi ở đây lông bắt đầu dày hơn và đều hơn. Thì ta thấy được là ở cái khẩu phần 0,4% valin đây nè, chúng ta thấy được những cái lông cánh nó thưa. Nếu mà bổ sung đủ valin khoảng 0,7% thì lông cánh nó dày hơn và nó đều hơn. Thì chúng ta có thể kết luận được là thiếu hụt valin trong khẩu phần ăn thì ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thái của lông vũ. Thì ta cũng xét đến ảnh hưởng của acetylcholine mạch nhánh hoặc valin đến tăng trọng của gà ở 3 tuần tuổi. Thì ta thấy được là thiếu hụt acetylcholine mạch nhánh tác động đến trọng lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn cũng như sự phát triển lông vũ của gà. Và nếu mà thiếu valin trong khẩu phần thì là gia tăng trọng lượng người nuôi gà lại thấp hơn và hệ số chuyển hóa thức ăn nó cũng bị ảnh hưởng và nó cao hơn so với lại các khẩu phần đối chứng. Vậy ta có thể kết luận được là bổ sung valin trong khẩu phần thức ăn cho gà thì có thể cải thiện được tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn trên gà thịt. Chúng ta đưa ra một cái khuyến nghị là gà thịt là hệ số chuyển hóa tỷ lệ mà tiêu hóa hóa chèn của valin so với lại lysin là khoảng 78-80%, và trên gà đẻ thì tỷ lệ valin so với lại lysin là khoảng 90%. Phần trình bày đến đây là xin kết thúc. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, thì để ủng hộ và cũng như động viên tinh thần để đưa ra những cái phần trình bày tiếp theo thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube EWeWork để có thêm thông tin bổ ích, và nhấn vào hình chuông để có thể cập nhật thêm mỗi khi mà có một cái bài trình bày mới. Xin chân thành cảm ơn.